Đất nước Iceland, những điều thú vị, có thật là vùng đất chết của loài muỗi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với News TV. Bạn có biết đất nước Iceland là quốc gia duy nhất trên thế giới không có muỗi? Bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn khi ghé thăm đất nước sở hữu nguồn địa chất kỳ diệu này. Những dòng sông băng, ngọn núi lửa, đẹp mê ảo và vô vàn những sự thật thú vị khác về đất nước Bắc Âu này cần được khám phá ngay. Iceland hay còn được gọi là quốc gia của băng và lửa. Dân số hiện tại của Iceland là khoảng 343.000 người, theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc tháng 5 năm 2021. Iceland đứng thứ 180 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Mật độ dân số của Iceland là 3 người trên 1 km vuông với tổng diện tích đất là 100.539 km vuông, trong đó 93,90% dân số sống ở thành thị, 320.427 người vào năm 2019. Độ tuổi trung bình ở Iceland là 37,8 tuổi, tuổi thọ trung bình là 83,1 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của dân số thế giới là 72 tuổi. Reykjavík là thủ đô cũng là thành phố lớn nhất của đất nước băng giá này, sở dĩ được mệnh danh là vùng đất của băng và lửa, cũng vì đất nước này sở hữu địa chất đặc biệt. Địa chất của nước này bao gồm cao nguyên đặc trưng bởi các cánh đồng cát và dung nham, bên cạnh đó lại là núi và nhiều dòng sông băng chảy ra ngoài biển qua vùng đất thấp. Mặc dù nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng Iceland có nguồn khí hậu ôn hòa, mùa hè không nóng do ảnh hưởng của vĩ độ cao và biển giữ cho mùa hè đất nước này có hơi lạnh lẽo. Iceland là hòn đảo trẻ rộng thứ 18 trên thế giới và rộng thứ nhì châu Âu sau đảo Anh. Bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy những bãi biển lạ lùng nhất trái đất tại đây, chẳng hạn như biển đen chỉ có ở đảo quốc Iceland. Bãi biển này có tên là Reykjavíkvísara, sở dĩ người ta gọi nó là biển đen vì tại đây có rất nhiều đá cuội và cát đen. Nên nhìn từ trên cao nước biển dường như hóa đen đặc biệt ấn tượng, chưa kể khi những bọt nước trắng xóa vỗ vào bờ, màu đen đã ánh lên dưới ánh sáng mặt trời rất độc đáo. Khi những con sóng tấp vào bờ tuôn bọt trắng, cảnh tượng thật sự kỳ vĩ. Ngoài ra Iceland còn có biển trong suốt, nơi các tảng băng dạt vào bờ, tạo nên màu trong suốt hấp dẫn. Dù được nữ hoàng băng giá bao vây quanh năm, nhưng mẹ thiên nhiên cũng ban tặng cho nơi đây những suối nước nóng độc đáo. Những suối nước nóng ở đây phun lên từ lòng đất là món quà thiên nhiên mà các du khách rất mong được trải nghiệm khi ghé thăm đất nước này. Khu vực quanh Vũng Lam có khoảng hơn chục miệng giếng phun nước nóng với nguồn khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe. Hồ nước nóng Storkur nổi bật hơn cả với việc phun trào 5-10 phút một lần và có độ cao lên tới 30 mét. Đến với hồ nước nóng này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bằng cả năm giác quan, biến đổi không ngừng. Iceland được bao phủ bởi các con sông băng có tổng diện tích của chúng chiếm 11% của đất nước. Trong đó, sông băng rộng nhất là Vatnajökull, 8.300 km vuông. Ngoài ra, núi băng còn được xem là đặc sản khi dọc đường đi. Thứ bạn nhìn thấy nhiều nhất sẽ là những núi băng khổng lồ, muôn hình vạn trạng. Vào mùa đông, phần lớn diện tích của Iceland bị bao phủ bởi băng và tuyết. Từ trên cao, chúng ta sẽ nhìn thấy đảo quốc như được hóa đá. Chính điều đó mà người ta gọi nơi đây là đảo quốc băng giá. Núi lửa tưởng chừng như khắc nghiệt, song cũng mang lại cho Iceland lượng đất ba gian màu mỡ và các khoáng chất có lợi. Những hình từ trên cao của các miệng núi lửa luôn thu hút du khách bởi độ phóng khoáng hoang dã của thiên nhiên kỳ thú. Ngoài núi lửa, Iceland còn có vô số các thác nước đa dạng hùng vĩ. Thác nước Dettifoss, nổi tiếng nhất châu Âu về độ ngoạn mục khi dòng thác đổ từ độ cao 45 mét, làm tung lên những bọt nước trắng xóa bay nhòa trong không trung. Ngoài cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, thủ đô Reykjavík nổi bật là thành phố nằm xa nhất về phía bắc của thế giới. Các du khách sẽ được sưởi ấm bởi những gam màu sáng rực rỡ trong bầu không khí lạnh giá này. Sự thật, việc sơn màu ở gam sáng như vậy cũng là cách mà cư dân tạo hiệu ứng đánh lừa xúc giác bằng thị giác rất hiệu quả. Vào ban đêm, du khách có thể ngắm nhìn hiện tượng bắc cực quang hoàn toàn xuất sắc tại đây. Hiện tượng này có mặt ở rất nhiều quốc gia khác nhau, nhưng ngay tại thủ đô Reykjavík lại làm cho du khách thích thú bởi luồng ánh sáng ấy như là một chiếc đèn pin của dải ngân hà soi rọi xuống thành phố. Những sự thật khác thú vị về đất nước này sẽ đưa bạn đi từ ngạc nhiên này đến với ngạc nhiên khác. Chẳng hạn như việc đây là quốc gia xuất bản nhiều sách nhất trên thế giới, đồng thời là nơi duy nhất có bảo tàng của quý độc đáo hay là nơi có số lượng loài hải âu rụt cổ lớn nhất toàn cầu đến hơn 10 triệu con. Quốc đảo này còn nổi tiếng nằm trong top các quốc gia hạnh phúc và bình đẳng giới nhất trên thế giới. Đặc sản của Iceland là món cá mập thối hay còn biết đến với tên gọi là Haska. Đây là món ăn truyền thống của cư dân trong đêm Giáng sinh, nhưng ngày nay khách du lịch cho rằng đây là món chứng tỏ độ gan dạ khi đến thăm Iceland. Món ăn này chế biến từ loài cá mập có độc khi còn tươi, đem chôn xuống lòng đất từ 6 tới 12 tuần nhằm xóa tan đi lượng độc tố vốn có. Mùi vị của nó thực sự rất khủng khiếp, nghe như mùi thuốc uống tóc. Đừng lo bởi mùi vị này sẽ át ngay khi chúng ta uống món rượu Reykjavík truyền thống.
thuộc top 10 quốc gia đẹp nhất trên thế giới do sở hữu địa chất cùng với địa hình đặc biệt đã làm cho quốc gia này trở thành một trong 10 quốc gia đẹp nhất trên thế giới. Với những điều độc đáo mà thiên nhiên ban tặng đã khiến cho Iceland trở thành nên đặc biệt. Đất nước vừa có khí hậu băng giá, có sông băng thác nước cùng với tuyết phủ khắp các dãy núi, nhưng lại có cả núi lửa, suối nước nóng cùng với nguồn địa nhiệt khổng lồ. Tất cả đã làm nhiều người thêm tò mò Iceland là đất nước nào. Là đất nước duy nhất không có quân đội. Khi bạn đang ngạc nhiên bởi thiên nhiên vốn có của Iceland, thì điều tiếp theo này sẽ làm bạn bước đến một ngạc nhiên khác, đó là đất nước Iceland này là đất nước duy nhất không có quân đội, hải quân hay cả không quân lệnh cảnh sát, thậm chí không trang bị súng luôn. Hết hồn chưa nè, vì đấy đây được xem là quốc gia hòa bình nhất trên thế giới. Môi trường cũng như cuộc sống của người dân nơi đây cũng thuộc hàng hạnh phúc nhất trên trái đất. Là quốc gia đầu tiên trên thế giới có phụ nữ làm tổng thống, Iceland là nước nào ư? Chính là đất nước làm nên những điều kỳ diệu đầu tiên trên thế giới. Đây là nước đầu tiên có tổng thống là phụ nữ, cũng là nước có người đầu tiên trong giới chính trị tự công khai mình là người đồng tính. Và tất nhiên theo đó chính là nơi quốc gia hợp thức hóa hôn nhân cho người đồng giới. Iceland chính là đất nước tuyệt vời như thế đó, là nơi tổ chức lễ hội cho cộng đồng LGBT lớn nhất trên thế giới. Iceland là nơi làm nên nhiều điều thú vị của thế giới, bao gồm cả LGBT. Bởi nơi đây là đất nước đầu tiên công nhận LGBT, nên không có gì lạ khi cũng chính Iceland dành cho cộng đồng LGBT lễ hội Summer Pride lớn nhất trên thế giới. Có thêm một câu chuyện độc đáo của Iceland nữa là bia ở đất nước này chỉ được bán hợp pháp, cũng như độc quyền tại các nhà hàng quán bar, và bạn sẽ không tìm thấy chúng ở bất cứ siêu thị hay là cửa hàng tạp hóa nào. Một điều khá thú vị khác bạn khó tìm thấy được ở một nước khác đó chính là người Iceland. Họ có niềm tin về sự tồn tại của yêu tinh. Iceland là vùng đất chết của muỗi. Bạn sẽ không thể tìm thấy bất cứ một con muỗi nào tại Iceland. Con muỗi duy nhất của Iceland được trưng bày trong viện bảo tàng, nhưng thậm chí con muỗi này lại chẳng có quốc tịch Iceland chính thống. Vậy vì sao đất nước này mặc dù có rừng, sông, thậm chí là vùng đất được phủ xanh ở Iceland còn nhiều hơn cả Greenland, một con muỗi ở vùng đất xanh này có thể hạ gục một con nai con, nhưng ở Iceland lại khác? Cũng nhờ khí hậu của Iceland có mùa đông thay đổi liên tục, nhiệt độ thay đổi làm cho muỗi không có cơ hội hình thành vòng đời thì đã đóng băng chết rồi. Vì thế, một khi đi du lịch tới đây thì bạn không phải lo lắng về dịch bệnh hay là truyền nhiễm do muỗi gây ra. Iceland là một nơi tập trung nhiều khung cảnh thiên nhiên kỳ ảo đáng mong đợi nhất. Cũng chính bởi thiên nhiên độc đáo của Iceland đã làm cho đất nước này trở thành một địa điểm du lịch tuyệt vời được rất nhiều du khách khắp nơi trên thế giới tìm đến. Bạn sẽ phải ngỡ ngàng mắt chữ A mồm chữ O với những bức tranh thiên nhiên ngoạn mục cũng như khó tìm được ở một nơi khác ngoài Iceland. Ví dụ như là thác Skógafoss. Nếu là một fan cứng của các siêu anh hùng thì chắc hẳn bạn sẽ biết đến thác nước là nơi góc mặt trong Thor. Hay chiêm ngắm những dòng sông băng tuyệt đẹp với những đường sóng bị đóng băng sống động như vẫn đang chảy. Iceland còn là đất nước của những dòng thác hùng vĩ. Nếu có thể đến với đất nước này để chiêm ngưỡng những điều kỳ vĩ mà thiên nhiên tạo ra, bạn sẽ lạc lối bởi những khung cảnh như là thiên đường nơi hạ giới này. Trên đây là tất cả những thông tin thú vị về đất nước Iceland. Video của News TV đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên ấn nút like, subscribe để xem được thêm nhiều nội dung thú vị khác của News TV. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.